Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ... À đủ. Ủa sao mình bấm nó không ăn này. Mua đồ không được, di chuyển không được này. Oh what the hell. Không được. Ôi sorry man. Ôi bị cái gì này nhở. Thôi chết. Thôi chắc mình xóa. Xóa đi vào lại thôi. Không biết có bạn nào bạn bị giống mình không. Chứ trời ơi tức quá mọi người ơi. Vừa mới vào game thôi mình chưa làm được cái gì luôn. Bấm di chuyển không được, mua đồ không được. Rồi xong. Vậy là một trận đấu có thể nói là mình sẽ vào sau so với đồng đội. Rất là tiếc. Và đồng đội mình nó sẽ tố cáo mình. Nó sẽ kêu cái thứ trẻ trâu. Tại sao lại nó kêu mình trẻ trâu? Tại vì mình mà AFK đấy. Trời ơi, tức quá. Cái này không phải lỗi tại mình. Đấy mọi người thể thấy mà. Mình vừa mới vào trận cái, mình bật quay clip lên một cái, bấm không được luôn. Rồi vào lại nè, để xem nào. Để xem mà bây giờ vào có bấm được không này. Nhưng đợt trước mình có bị như này một lần rồi. Chính xác là bị một lần rồi. Trong trường hợp đấy mình phải bắt buộc phải xóa game. Không phải là mình xóa game mà mình tắt game đi. Tắt ứng dụng đó đi, xong rồi mình vào lại là sẽ sử dụng được. Nhưng mà ở cái clip này thì mình không biết thế nào đây. Eo ơi, tem bạn Nakaroth quân đoàn địa ngục thông thạo S. Trời ơi anh chân vịt. Gổ quá. Chết. Đợt này vào một cái là rừng mình không còn cái gì mà ăn nữa. Rồi tem mình nó sẽ nát như tôm tươi. Và đồng đội mình nó sẽ chửi mình vì cái tôi AFK. Thật sự ra nói mình cũng chẳng biết nó sẽ như thế nào nữa. Rất là căng luôn. Hy vọng thì tem mình nó sẽ giúp mình nói chung là bảo vệ cái khu rừng. Nhưng mà chắc là khó lắm. Tại vì ai thân ai người đấy lo. Chứ làm sao mà để lo được trong khu rừng. Rừng đã AFK thì làm sao mà lo được. Rất là căng luôn. Khó quá mấy bạn ạ. Mình không biết như thế nào nữa. Nhưng mà cố gắng vào nhanh thế nào. Chở nó chạy cũng lâu nữa cơ. Đợi nãy giờ có khi mình vào cái nó gấp 4 rồi. Rồi vào được rồi đây. Di chuyển được rồi. Hay lắm, tốt lắm. Và cái khu rừng của tép mình vẫn còn. Rồng đã bị hạ gục. Cái đậu xanh, rau má, rau rền, rau đủ các kiểu. Con đà điểu. Thế này thì chết em. Khổ quá mấy ông ơi. Ok, hôm nay thì mình sẽ chơi về vị tướng Violet nha. Đấy thì hôm trước mấy bạn nó kêu là mình làm một cái clip mà về vị tướng mà nào mà AFK, lúc đầu AFK xong rồi 4 phút sau vào ấy. 4 phút sau vào nhưng bây giờ hiện tại là 2 phút thôi. Gần 3 phút đồng hồ mình mới vào được. Thì kệ, để xem trận này mình sẽ chơi như thế nào nhá. Cái này điều quan trọng là hên quá, khu rừng cho mình nó vẫn còn. Chắc là nó vừa ăn rồng xong rồi nó mới kịp ra đấy. Căng quá. Được cái là bây giờ nó vào trận một cái nó cho lên cấp 4 luôn cũng thơm. Ăn được một đám quái nhưng mà không có tiền. Thật sự là không có tiền bằng rừng bên kia đâu. Bây giờ mà mình thò mặt ra một cái là rừng bên kia nó bắn cho nát người ngay. Nakaroth nó thông thạo S mà có phải dạng vừa đâu. Đấy, rất là căng luôn. Không biết có bạn nào trong tình trạng giống như mình không. Quan trọng bây giờ là tem mình nó có chửi mình hay không mới điều quan trọng này. Nếu mà tem mình nó đồng lòng tát cạn biến đông thì vẫn có thể đồng lòng mà chiến thắng được trận này. Tem mình định mạnh nó chết một cái là chửi rừng này rừng kia AFK này AFK nó. Họ đâu có biết mình bị lỗi này đâu. Đấy, họ chỉ biết rằng mới vào trận cái là mình AFK luôn. Rất là khó, tem mình có Greg. Greg, vâng. Chào nát đã hạ gục được 2 thành viên các bạn. Yeah, 3 chết 3 rồi. Wow, hay lắm, tem mình đánh hay lắm. Rừng cho nó có bùi xanh, có bùi xanh, có. Không có, chính xác không có luôn. Thôi mình đi về. Mình sẽ ra đường giữa mình farm nha. Đấy. Bùm chiêu. Bây giờ mình sẽ... Ê, anh ơi, em mới ra. Em ở nhà quê mới ra. Đừng. Em mới ra thôi mà. Em mới bị AFK ra. Trời ơi, tại cái này người ta gọi là thắng bại tại Gardena này, chứ không có phải tại mình, cũng không phải tại mạng luôn, không phải do điện thoại luôn. Chắc chắn là cái lỗi này do game. Đấy, chắc chắn một điều luôn. Đấy, mẹ ước chế vãi lều ra. Chơi game thì đã gặp gọi là khó khăn rồi. Đã vậy mình còn vào gặp tình trạng này nữa. Tức, quá tức luôn mọi người ạ. Nhưng mà không sao. Để mình sẽ chống chọi như thế nào đây. Đối đầu với cả tình trạng này thì mình cảm thấy nhưng mà một điều rất là may mắn cho mình. Đó là mình dính vào một cái tem không có cái sự gọi là chửi bới của đồng đội. Rất là may mắn cho mình luôn. Đấy, một trận đấu mà có thể nói là mặc dù tem mình có thể thất thế hơn so bên kia. Dừng hiện tại AFK xong rồi vào bị chết một mạng. Nhưng mà cả tem mình vẫn im lặng mà chơi mà không nói một lời nào. Bất kể một câu gì luôn. Cảm ơn trời đất, trời ơi đã cho con vào một cái tem chuẩn men như thế này. Mình thích những cái trận đấu giống như thế này.
đấy, không có cái sự gọi là chửi bới, không có cái sự gọi là không thấy những con dòng comment óc chó hay là dừng óc bò. Dồi ôi, mình nghe đấy những cái câu đó mình thấy tâm hồn mình nó cứ gọi là liêu siêu. Đây làm gì đây bạn? Ủa treo nát, bạn làm gì đây? Thôi bạn ơi, lơ ngơ láo ngáo, đây là Zuka, nó hấp diêm tập thể đấy. Nó thấy gái là nó khoái lắm, nhất là mấy cái con Zuka ấy. Đây nó thấy mấy con AD hay là pháp sư là nó cứ dồn combo vào mặt là chết đấy, mất xác đấy. Thì để xem mình chơi thêm một thời gian nữa xem tem mình nó có chửi rủa gì không nha. Hy vọng thì tem mình nó giống như mình dự đoán, nó là một cái tem chất toàn là người lớn, không có trẻ em đấy. Đấy mình vừa mới nói xong Zuka là hạ gục vị tướng treo nát tem mình rồi kìa. Ơi mọi người thấy không, mình vừa nói xong luôn, what the hell, thề luôn đấy, mình không nói mình chuẩn dữ vậy men. Này, núp lùm nè, đi đâu hả em yêu? Em yêu này, chết em yêu rồi nhé, Greg em bạn. Greg em bạn, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quang phải. Ê, đừng. Rồi xong, Nagrod em bạn kìa. Eo ơi, Nagrod em bạn nó đánh như siêu nhân đấy nhở. Mày nó làm chiêu, 5-0 á. Ô, 5-0 kìa. Quê liều ơi, 5-0 luôn rồi. Cố lên bạn ơi, treo nát ơi, cố lên. Bắn vào cái mông của nó. Cái mông con Zuka nó rất là to luôn. Tại vì nó ăn nhiều gọi là trúc ấy, không phải. Ủa con Zuka nó ăn gì nhở? Ở như nó ăn lá cây phải ta? Phải không ta? Mình chả biết con gấu nó ăn gì nữa cơ. Chỉ biết là cái mông nó rất là bự, và nó có thể tích trữ được một số lượng mỡ rất là lớn để mùa hè nó đi nó kiếm đồ ăn ấy. Còn đến mùa đông là nó bắt đầu nó nằm nó ngủ thôi, cái mỡ của nó để nuôi bản thân nó luôn ấy. Đấy, nguyên cái khu vực mùa đông nó chỉ ăn ngủ thôi. À không phải, không có gì ăn hết á, nó chỉ ngủ thôi à. Mình chỉ biết được như thế nhưng mà mình không biết nó ăn cái gì. Chỉ biết là gấu trúc thì nó ở vườn trúc. À không phải. Không phải vườn trúc. Gấu trúc thì nó ở không biết nó ở đâu mình chả biết nữa, nhưng mà mình thấy cái mắt nó có cái vòng thăng quầng ấy nên đen, và người ta gọi là gấu trúc, mình không hiểu rõ về cái loài gấu lắm. Chỉ biết là nó tích trữ một lượng mỡ ở trong mùa hè của nó ăn cái gì mình chả biết luôn ấy. Các bạn nào bạn biết con gấu trúc nó ăn gì nhớ comment cho mình biết nha. Mình không có am hiểu về khoa học cũng như là thiên nhiên cho lắm. Úi giời ơi ngon. Căng quá mấy bạn ơi. Hiện tại thì theo mình đang bị thất thế rất là nhiều. Nhưng mà được cái mặc dù mình phế vật 1-2 đấy, nhưng mà theo mình nó vẫn không có nói năng gì mình. Trời ơi may quá, cảm ơn trời đất đã cho con vào một cái tem đúng chuẩn men luôn. Được, mình thích lắm. Lấy trụ luôn, hay lắm. Bắn nó luôn nè, anh em, chơi nó, đừng có ngại mà. Chơi nó. Điêu thuyền nè, một hit nè. Đóng băng kìa, vãi cả đóng băng. Ngon, mình sẽ lên cho nó thấy thương xuyên phá nha. Đó, trang bị của mình thì giống ngày xưa thôi, chả khác gì hết trơn ấy. Đang tính làm clip về Violet nói cho mọi người nghe, chém gió cho mọi người xin nghe chơi. Cuối cùng gặp ngay cái trường hợp gọi là Garena nó cho mình một phát hơi bị đau luôn, cay cú. May là trận này gặp cái tem mình nó không chửi, nhưng mà gặp tem mình nó chửi. Ê đừng, em biết lỗi rồi. Thôi xong em rồi. Phát đấy mình ham ăn quá, mình thấy con van heo nó còn tí máu kìa. Ui giời ơi thơm thế mà cuối cùng là thành một thảm bại à. Đen, cố lên đau. Natalia cẩn thận nha. Ui rồi, 3-1 không chột cũng què. Chịch nó. Chém. Ui rồi hay quá. A thu 4-2 hay yeah Khmer. Tuyệt vời. Rồi điêu thuyền nó đóng băng nó làm choáng kìa. Ui rồi xong rồi. Này thì Greg này, anh bụng bự này. Zuka thì đít bự, còn Greg thì bụng bự. Vâng, rất là nhiều những thành phần bự bự ở trong Liên Quân Mobile. Này thì bự này, này thì mông bự này, bụng bự chứ quên. Này thích kéo không? Thích ăn bùa không? Này ăn bùa này, đừng có vớ vẩn với tôi nghe chưa? Bạn biết tớ là ai không? Tớ là Violet đấy. Tại vì trận này bị nó vào chậm thôi, mình mà vào nhanh thì chưa biết chuyện gì xảy ra. Gặp cái tem của mình đánh đúng hay luôn. Không phải là hay mà hay ở cái tính cách. Đấy mọi người thấy không? Đâu có phải cứ trận nào mình cũng gặp đâu. Như vậy cái kia mình không AFK nó cũng chửi mình nữa cơ. Đấy trên một phát nó chửi mình luôn. Đấy trong khi đó dừng bây giờ vào trận thì muộn. Đấy, giết được 1 chết 3 mà không nó nói năng một câu gì, nó cả một cái tem luôn không nói năng gì. Trời ơi, mình thích đồng đội mình quá. Đồng đội mình đúng là đúng chất chơi. Mình thích. Quá là thích luôn ấy. Ê, có đánh nhau, có giao tranh rồi. Du béo.
cái mông nó hạ xuống một cái là ui dồi ôi, bẹt đầu nè em. Rồi, hy sinh nè. Này thì hư nè. Từ từ bình tĩnh. Mình nhảy qua bên này, một bắn. Nakarot đã bị hạ gục. Rồi tiếp theo sẽ là ai đây? Và là ai đây? Điêu thuyền đang đứng đằng sau. Điêu thuyền nè. Ui dồi ôi, máu nhiều thế. Điêu thuyền đã bị hạ gục. Ba người đã bị hạ gục rồi. Double kill rồi. Triple kill rồi. Qua đã kill nè. Yeah. Trời ơi, để qua đã kill đẹp quá. Ê Zubiao, vẫn còn Zubiao. Zubiao đâu? Tốc biến lấy tầm nhìn. Yes. Trời ơi, mega kill. Đúng rồi, sướng quá mọi người ơi. Trời ơi là trời, mega kill. Xịt ra đá quá đi. Trời, lâu lắm mới được mega kill đấy. Trời ơi, VKL. Khoái không? Bạn khoái không? Khoái lắm. Mình cũng thật là đá đó mà. Này, Nakarot huyền thoại rồi. Violet đã trở thành huyền thoại. Mọi người thấy mình đánh ghê không? Không phải là ghê đâu. Nói chung là thắng bại tại ăn hên đấy. Nói chung là nó cái Garena nó trận này mình ăn may. Không phải là mình hên là mình ăn được mega kill, mà là do cái tem của mình nó hay ấy. Trời ơi, gặp cái tem như thế này, ước gì 10 trận mà gặp tem như thế này cả 10 trận thì có phải là mấy mà mình lên thách top 1 thách đấu không biết nữa. Chơi nó đúng chuẩn luôn. Lại muốn đánh nhau, lại muốn chết à. Vừa thấy mình mega kill xong không biết sợ là gì, vẫn cứ hùng hổ lao vào giống như chưa từng được lao. Này thì lao vào này đấy, một cái mega kill quá đẹp mắt cho mọi người luôn. Lâu lắm mình cũng chưa được mega kill để tặng mọi người. Cuối cùng thì hôm nay cũng đã được mega kill. Này thì mega kill này, làm thêm cái mega kill thứ hai chơi nhỉ. Ngon. Không có lính mọi người ơi. Còn có tem với bạn chỉ có một người thôi, và mỗi Nakarot thôi. Đó, hên cho mình gặp cái tem này. Trời ơi, sướng quá. Lâu lâu gặp được cái tem đúng dễ thương, thấy ớn luôn à. Mình thích ghê luôn á. Zuka nó đánh em kìa mấy anh. Rồi xong. Trời ơi là trời, nó đánh em kìa. Nhưng mà không sao, win rồi. Mega kill. Yeah, Khmer. Yeah, Khmer. Treo Anat được mà BB à? Không sao, mình... Trời ơi, nói chung là một trận đấu cũng may mắn là gỡ lại được cái mega kill để mà cho mình đỡ buồn, tủi thân ở cái trận này. Chứ thật sự ra nói bị như vậy rất khó mà lên lại được. Tại vì lúc đầu tem bên kia nó đã xanh, rừng tem bạn đã xanh rồi, nó chỉ cần đè lan mình là mình ra một cái là nó giết mình là may. Nhưng mà may mắn là tem bên bạn, rừng tem bạn nó không có ý định gọi là hấp riêng mình trong cái bụi lùm. May mắn gặp được cái tem hay. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người nha. Thế các bạn có bạn nào ưa muốn giống mình được gặp một cái tem như thế này không? Vâng, tất cả mọi người chơi rất là hay. Nhưng có điều hay nhất là mấy bạn đã không chửi rủa tem mình. Mình thích cái điểm đó. Ok, bye bye tất cả mọi người.